xin chào mừng các bạn đã đến với học excel online hôm nay chúng ta có một cái bài tập nhỏ nhỏ đó chính là tạo ra một cái danh sách công việc cần làm một cái to do list và chúng ta có thể thấy được rằng là ở trong cái bài tập này thì chúng ta sẽ cần hai cột là cột a để chứa ngày tháng của to do và cột b là để chứa chính cái nội dung của to do đó thì chúng ta sẽ sử dụng cột c và cột d để làm hai nút là thêm to do và cột d là nút để xóa to do và bây giờ thì chương trình này của chúng ta hoạt động như thế nào? Đầu tiên là chúng ta có thể bấm vào cái ô màu xanh ở đây, sau đó thì chúng ta sẽ có thể tạo ra một cái to do mới và các bạn có thể viết cái nội dung to do vào trong cái ô màu xám mà đang được đánh dấu ở đây, ví dụ như là read a book. Sau đó thì chúng ta bấm nút enter xuống chẳng hạn và chúng ta sẽ tiếp tục bấm vào cái dấu cộng ở đây và chúng ta có thể thêm được một cái to do mới vào walk the dog. Ok, và chúng ta có thể di chuyển ở trên bàn phím bằng những cái phím điều hướng lên xuống trái phải để có thể tạo ra cái To Do mới Ok, và bây giờ ví dụ trong trường hợp mà chúng ta muốn xóa một cái To Do là chúng ta đã làm rồi Chẳng hạn ví dụ... Walk the dog, rất cho đi dạo chúng ta đã làm rồi thì chúng ta có thể bấm vào dấu trừ cùng hàng với cả walk the dog ở đây thì hai cái to do của chúng ta là read a book và wash the dishes nó vẫn còn nguyên và như vậy thì uh, với cái bài to do list này thì chúng ta có thể rất là dễ dàng để tạo ra nhiều to do mới và chúng ta cũng có thể rất là dễ dàng để có thể xóa được những cái to do cũ như thế này và gợi ý cho các bạn ở trong bài này là chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến cái sự kiện worksheet selection change ở trong vba và chúng ta sẽ áp dụng rất là nhiều cái công thức offset của đối tượng range và ngoài ra thì chúng ta còn sử dụng thêm cả cái thuộc tính column, thuộc tính row, thuộc tính formula và một số thuộc tính khác nữa và quan trọng là phải có câu lệnh if ở trong đó. Và bây giờ thì các bạn hãy đi giải quyết bài tập này và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở trong buổi tiếp theo để có thể cùng nhau đi tìm ra lời giải cho bài tập này.